Kênh Bonsai Lục Đỉnh Miền Tây. Kính chào quý anh chị em đang xem kênh. Hôm nay kênh Bonsai Lục Đỉnh Miền Tây đã đến bãi kiển của Như Phúc để review một số cây. Quý anh chị em xem kênh và ủng hộ ha, cho một like. Rồi giờ điểm bán cây cảnh của Như Phúc là Tân Lập, ấp Tân Phú, xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Rồi cho mình gặp chủ nhân để báo giá một số cây ha. Dạ, cái kiến Như Phúc mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây ha. Dạ, hôm nay em cũng trở lại kênh Như Phúc cô chú anh chị. Em cũng có số cây kiến muốn giao lưu cùng cô chú anh chị. Em giao lưu cũng 4-5 loại cho quý cô chú anh chị mình lựa chọn tham khảo ha. Dạ, số điện thoại giao lưu của em là 0956 34221, số điện thoại giao lưu ha. Hình thức bên em bán được bò sống và ship cho quý cô chú anh chị. Bò sống tới nhà. Ủa, bò sống bà ship tới nhà, bò sống 2 tháng nha quý cô chú anh chị. Dạ, rồi bây giờ cái số 1 là trang đỏ lá nhỏ nè quý cô chú anh chị, trang đỏ ha. Cây có dáng đỏ. Cây những cây này đẹp đúng không quý cô chú anh chị? Cây đang cho bông rực rỡ ha. Cái này nó nằm trong chậu cũng tầm 4-5 năm rồi. Nhưng mà trong chậu đá, trong chậu bằng xi măng ha. Em mới thay qua chậu sọt mà em bán cho nó ship cho nó dạo gọn. Xi măng nặng quá. Rồi, cho xin thông số. Đây là chậu này cho nó nhẹ quá. Dạ, chiều cao được 50. Những cây đỏ này nhiều khi em đi em có ép tàn thì nhiều quý cô chú anh chị vẽ giùm em ha. Dạ, chiều đỏ nó được 120. Tán ngang được 45. Dạ, hoành thân cây này có 12 quý cô chú anh chị, 14 mấy mà cắn cầm dây ha, còn có 12. Dạ, mã số 1 em xin báo giá là 1.800.000. Những cây này thì nó cũng nặng phí ha, quý cô chú anh chị cũng thông cảm thì em. Cái đọt của nó còn hơi thiếu lá một chút tại vì nó bị gặt nha. Thì quý cô chú anh chị mình trồng để mà nắng mà nó không tược lại là nó kín trở lại bình thường, tại em để nó hơi bị gặt. Cái đọt nó dài quá, em để nó bị chấm với đất hơi gặt thì cái nó thiếu lá gì đó một tí. Dạ, tiếp theo là mã số 2, hôm nay em có được 2 cây ha. Mã số 2. Nếu như chú chị nào xài một cặp chốt cặp này đẹp lắm. Bông rực rỡ ha, tàn nó cũng kín à, chỉ có cái đọt nó bị gặp nó cứ thiếu một tí thôi à. Dèm ra nắng mà nó đâm tược lên bình thường. Cái cây này cũng trong cái chậu đá em thay qua chậu mũ này nha quý cô chú anh chị. Về quý cô chú anh chị tưới nước giùm em nhiều nhiều ha, là nó bình thường, nó không có bị héo gì hết. Dạ, chiều cao cây được 62. Chiều đổ cây được 117. Tán ngang cây được 59. Cây đang bông đẹp quá quý cô chú anh chị. Bình thân cây này thì được 18 nha quý cô chú anh chị. Dạ, mã số 2 em xin báo giá là 1.900.000 nha quý cô chú anh chị. Đi thì em có ép tàn sơ cái ngọn nó lại cho nó gọn. Dạ rồi, em xin đổi cây. Dạ, tiếp theo là mã số 3. Hôm nay em còn một cây con vàng bán cho hết rồi quý cô chú anh chị. Cây này đẹp lắm nha quý cô chú anh chị. Nó mới qua một đợt bông ha. Con vàng cây lắm nè. Dạ, chiều cao cây được 44. Tán ngang được 52. Cây một cốt sót thanh hơi ngắn, nó già cây lên mất kia. Dạ, bình thân được 21. Dạ, mã số 3 em xin báo giá là 400.000. Rồi, em xin đổi cây. Dạ, tiếp theo là mã số 5. Mã số 5 là trang nha. Mã số 4. Ủa, mã số 4. Đi vô mà. Mã số 4. Đang còn cũng 2-3 cây này đang bán. Cây này thì đang lú bông luôn mấy cô chú chị. Nó mới lú bông lên ha. Nó qua một cục bông rồi, đợt này nó mới lú.
với hôn nhân cành gớt cho quý chú chị. Để chiều cao 90, cành gớt được 92, cây có đế nha. Có đế mà cây là đế nở, nhà Hoành Thăng được 16. Dạ, mã số 4 em xin nói giá nè, 700 ngàn. Dạ rồi, em xin đổi cho. Dạ, tiếp theo mã số 5. Mã số 5 cũng là trang nở nhỏ. Cây nó già, cây nó lâu năm lắm nha, mấy chú anh chị. Cái mẫu cây tử nha. Dạ, chiều cao 96, cành gớt cây được 72, cây nhỏ dưới đây được cao được 32 nha quý cô chú anh chị. Dạ, em đo tại vị trí này nó được 22. Dạ, mã số 5 em xin báo giá là 900 ngàn. Dạ rồi, em xin đổi cây. Dạ quý cô chú chị có lấy cái nào thì liên hệ với em, số điện thoại 0906342221 của số Zalo em xài ha. Hình thức bên em bán thì bảo sống và ship cho quý cô chú chị bảo sống 2 tháng. Dạ tiếp mã số 6. Mã số 6 là được với lá sắn qua chùm em quý cô chú anh chị. Cây này thì tao kia đều có ha. Con cây này về quý cô chú anh chị nuôi nó mang, nó cũng gì nó cũng ra bông một lần hai lần này. Cây này mình trồng được luôn nha quý cô chú anh chị. Dạ chiều cao nó 130. Tán ngang rồi vị trí này đi ha. Dạ tán ngang được 75. Dạ Bình Thân cây được 34. Dạ mã số 6 xin báo giá là 1.400.000. Đây rồi, em xin đổi lại. Là về quý cô chú anh chị chồng người được ha, sức sống nó mạnh rồi, mứng nó một thang mấy rồi. Dạ chiều cao được 102. Dạ Bình Thân được 28. Dạ trên đầu nó xuống có lũa xuống tụt xuống một chút rồi quý cô chú anh chị, mình không có bị gì nha, nó cũng sống bình thường. Cây này đẹp, cây lắm nha quý chú chị. Tai chi đầy đủ nha. Cây thì đừng thân, cây thì nó lắc, có duyên cây. Cây luôn được sống khỏe. Cũng cây này về trồng luôn được à. Cây này sạch cây. Dạ chiều cao nó 107. Tán ngang cây em đôi vị trí này được 60. Dạ Bình Thân được 27. Dạ mã số 8 em xin báo giá là 1.000.000 chẳng. Dạ rồi em xin đổi cây. Dạ quý cô chú chị có lấy cái nào thì liên hệ với em, số điện thoại 0906342221 số đó em xài Zalo. Quý cô chú anh chị không rõ thì em thêm hình ảnh cho quý cô chú anh chị mình ha. Dạ tiếp theo mã số 9. Mã số 9 cũng là được với lá sắn và chùm với quý cô chú anh chị. Cây này cái tàn nó đẹp lắm nữa quý chú anh chị, cái đế còn đẹp lắm. Đế nó giống như con thú ha. Tàn thì nó tròn. Cây này trồng quý cô chú anh chị sang chậu là chơi chỉ tỉa cho nó ra bông hoài thôi, chứ cái tàn gì là mình khỏi chỉnh sửa nữa. Đẹp quá. Và chiều cao cây 122. Tán ngang nó được 97.
Dâu Bình Thân được 24. Cây này sạch cây không bị lỗ làm gì hết không quý cô chú anh chị. Dạ, mã số mã số 9 em xin báo giá rồi. 1.300.000 nha quý cô chú anh chị. Dạ rồi, em xin đổi cây. Dạ Bình Thân 24. Đây nó có tức xuống đây nó tức cái cây chút chứ nó không có gì nghe quý cô chú anh chị. Nó hơi tức cái cành tí xíu thôi, em báo cho quý cô chú anh chị thôi. Dạ mã số 10 em xin báo giá là 1.500.000. Cây này bao đế đẹp luôn nha quý cô chú anh chị. Đế chạy đều bốn mặt luôn ha. Dạ rồi em xin đổi cái. Trường một tượng thôi quý cô chú anh chị, thích một tượng này thì chơi một tượng ha, còn không thì mình để cho nó làm tượng lên đây nó liền cái mặt rồi nó lú lên nhiều nhiều tượng lắm. Tại em tính làm cây bonsai em để một tượng thôi, còn quý cô chú anh chị thích thích chơi miên một chờ một ấy thì để lên nhiều. Để chiều cao nó được 48, nó sức sống nó mạnh lắm, chiều dài thú 50. Cái đầu tược đó là nó đâm em lãi hoài luôn á, nó nhiều lắm. Dạ Bình Thân cây được 34. Dạ mã 11 em xin báo giá là 1.500.000. Trồng gốc thái này thì nó xiên cho trái lắm đúng không chú anh chị. Tược này nó dạng chút là nó có trái, nó lên tược dạng chút là có trái. Vậy rồi em xin đổi cây. Vừa làm cây lông sai vừa làm cây ăn trái hết. Cây này cũng đẹp cây lắm nha quý vị chú anh chị. Cây đang cho trái ha. Cây trực. Trực mà đừng thăng lắc ha. Cây đang cho trái dù cây những cây này nhiều khi em xếp đi có gớt bụng trái thì quý vị chú anh chị cũng thông cảm giùm em nha. Nó qua trái ha, mà đợt coi. Dạ chiều cao được 78. Tán ngang đôi vị trí này được 75. Đây trái đây. Nó dễ rụng lắm. Dạ Quỳnh Thân được 24. Dạ mã 12 em xin báo giá là 1.200.000. Em mới bầu quốc chậu luôn quý cô chú anh chị. Cái chậu này nặng quá quốc chậu. Đây rồi.
số 13. 13 cũng là cây khác gan quý cô chú anh chị. Cây này già cây lắm nha quý cô chú anh chị. Cây chật ha, bộ đế nó giữ dằn bộ đế đó. Những mặt cắt là nó liền hết á. Cây này nó nằm trong trong bầu này cũng mấy tháng rồi ha. Đâu cỡ nửa năm nay à. Giờ quý cô chú anh chị trồng nó cũng cho mấy đợt trái trên cây nhiều luôn rồi. Cũng như giống như là cây thường bầu luôn rồi đó. Cây gân này thì dạ, chiều cao nó 100. Tán ngang nó 71. Này. Đế bao đẹp luôn ha. Để nếu mình chỉ lỗi cái đế. Nhưng mình thân được 35. Đây nó bị lũa ở đây một tí ha. Với cái cọng này em bị áp qua đây nó bị tức cái cọng rễ, nhưng mà nó không bị vấn đề gì nghe quý cô chú anh chị. Đẹp ha. Đế bao đẹp luôn, chỉ nó có tức cái đó nhỉ. Mép qua đó làm thú. Dạ mã 13 em xin báo giá là 3.900.000. Dạ rồi em xin đổi cái. Dạ, tiếp theo là mã số 14 lên Mai Chí Thủy luôn quý cô chú anh chị. Mã 14 Mai Chí Thủy nha. Mai Chí Thủy. Dòng Mai Chí Thủy này thì nó xiên cho bông á. Bông màu trắng thơm. Cây này đây đọt nó dạ tí nó cũng ra bông nha quý cô chú anh chị. Sửa sạn ra bông ha. Ra bông có mình nhấp đọt chứ lại nó ra già là ra bông. Vậy chiều cao nó được 35. Tán dài cây được 52. Bình thân được 15. Dạ, mã số 14 em xin báo giá là 300.000. Dạ rồi, em xin đổi cây. Dạ, tiếp theo là mã số 15. 15 cũng là Mai Chí Thủy nu đăng keo nha quý cô chú anh chị. Những cây này về quý cô chú anh chị lên chậu đẹp lên để bàn cũng thơm lắm. Dạ chiều cao được 30. Tán ngang được 45, nó cũng đang cho bông. Dạ bình thân được 20. Dạ mã 15 em xin báo giá là 350.000. Dạ rồi, xin lỗi cho. Dạ, tiếp theo là mã số 16. 16 là Mai Chí Thủy nu đằng keo quý cô chú anh chị. Dạ chiều cao được 34, tán ngang được 43, dạ bình thân được 17, dạ mã 16 xin báo giá là 300.000. Rồi đổi cho. Dạ tiếp theo là mã số 17. 17 là Mai Chí Thủy luôn đang keo không biết cái gì. Phôi nha. Cây này phôi đang cây đâm tược lên nè nghe quý cô chú anh chị. Em bứng cả tầng vậy ha, cũng đâm tược xong phải đó. Cây này về quý cô chú anh chị trồng được rồi. Dạ chiều cao cây được 42. Tán ngang được 41. Dạ bình thân cây được 19. Dạ mã 17 xin báo giá là 400.000. Dạ tiếp theo là mã số 18. 18 cũng là Mai Chí Thủy luôn đằng keo luôn quý cô chú anh chị. Thôi lên nu quá chừng. Dạ chiều cao được 35, tán ngang được 42, dạ bình thân cây được 19. Dạ mã 18 em xin báo giá là 400.000. Dạ rồi em xin đợi cái. Dạ tiếp theo là mã số 19. 19 cũng là Mai Chí Thủy luôn đằng keo. Dạ chiều cao được 35, tán ngang được 43, dạ bình thân được 16, dạ mã 19 em xin báo giá là 350.000. Dạ xin đổi cái. Dạ tiếp theo là mã số 20. 20 cũng là Mai Chí Thủy luôn đằng keo.
trơn nha quý cô chú anh chị. Dạ chiều cao được 30, cành mai ra được 40, dạ bình thân được 18. Dạ mã số 20 em xin báo giá là 400.000. Dạ rồi em xin đổi cách. Dạ quý cô chú anh chị có ý cái nào thì liên hệ với em số điện thoại 0956 34221, số tên xài Zalo. Là mà 21 là con cái của cửa hùng đó, cửa hùng này. Cửa hùng này được cái bông nó đẹp lắm nha quý chú chị. Đổ nha. Cũng hết hàng à. Cửa hùng lên nhiêu là hết nhiêu. Chiều cao được 33, chiều đổ được 85, tán ngang được 46, bình thân cây này được 12, 11 nha quý cô chú anh chị. Và mã số 21 em xin báo giá là 700.000. Dạ rồi em xin đổi cây. Số 22 là cây lim xanh sông Hinh. Đây cây đang đâm bông nha quý cô chú anh chị. Những cây này giờ quý cô chú anh chị lên chậu đẹp và đẹp cây lắm nha. Cây có dáng bồ trăng. Dạ chiều cao cây được 73, ra tán từ đây qua đây đi ha. Tán từ đây qua đây đến được 52. Cái hoành nó chỉ có cái cọng ngay đây nó bị lũa, nó chai thành đó luôn nha quý cô chú anh chị, chứ nó không bị gì hết ha. Dạ hoành thân được 21. Mình thích chơi lũa thì để gì, còn không thích thì cắt cũng được. Dạ mã 22 em xin báo giá là 1.500.000. Dạ rồi em xin đổi cho. Những cây này về quý cô chú anh chị sang chậu đẹp và đẹp cây lắm. Bông màu tím thơm. Xiên cho bông á. Dạ chiều cao được 65. Vì ngắt nước mà nó ra bông. Dạ tán ngang như em ra vị trí này được 55. Bình thân em ra vị trí này nó được 20 nha quý cô chú anh chị. Dạ mã số 23. Mã 23 cũng là mã cuối clip hôm nay luôn. Dạ mã 23 em xin báo giá cũng là 1.500.000 luôn quý cô chú anh chị. Dạ cuối clip thì em cũng xin chúc quý cô chú anh chị ha thành công trong cuộc sống ha. Dạ số điện thoại Zalo của em là 0906 34221, số em xài Zalo ha. Dạ em xin chào và hẹn clip sau ạ. Kính chúc anh chị em một ngày cuối tuần xem clip và ủng hộ kênh. Chúc anh chị em dồi dào sức khỏe và hẹn lại clip sau. Chào anh chị em.